coi đúng không bà? Ờ, sao nhà? Anh nhìn chỗ khác không à? Chào mừng tất cả mọi người đã đến kênh YouTube của chị em mình nha. Mình là Hân đây. Hôm nay Hân có món này ngon lắm luôn cả nhà ơi. Hôm nay Hân sẽ nướng ôi, Hân có ba bạch tuộc chà bá lửa luôn nè mọi người. Hôm nay Hân sẽ nướng bạch tuộc, Hân nướng sa tế siêu cay nha mọi người. Và nếu như mọi người thích video này, để lại cho Hân và Nana một like và đăng ký kênh để ủng hộ Hân và Nana nha mọi người. Bây giờ Hân sẽ đi chặt ra và xỏ lụi nó và nướng đây nha mọi người. Ok. Nướng là phải có hành tím nó mới thơm nha cả nhà. Đây, giờ em sẽ cắt hành tím nó nhỏ và giã ra nha. Và em bỏ với một miếng nước tương và một miếng đường nha mọi người. Tại vì sa tế tôm này nó không có độ ngọt nha mọi người. Nó có độ mặn lắm, mình bỏ miếng đường vô cho nó dịu lại nha cả nhà. Đó, em sẽ sử dụng hai củ hành tím nha. Đó, em cắt và em giã ra. Giờ em bỏ nước tương vô. Đó. Cắt nhỏ nhỏ dễ giã cả nhà ơi. Đó. Trời ơi mình á, làm gì cũng vậy á, mình ướp đồ nướng gì á mình cũng phải có hành tím vô này, nó có hương vị rất là thơm nha mọi người, ngon lắm luôn. Đồ nướng mọi người cứ ướp hành tím đi, rất là thơm và ngon. Ok nha. Mọi người ơi, hành tím Hân đã giã nhuyễn rồi nè nha. Bây giờ Hân sẽ đổ hết nửa hũ sa tế thôi nha mọi người, nó mặn lắm luôn á. Đổ hết nửa hũ sa tế vô rồi, không quên đem cái muỗng luôn. Bây giờ Hân sẽ bỏ miếng nước tương vô nha mọi người. Hân có đem miếng nước tương trong nhà ra nè. Giờ mình sẽ bỏ nước tương vào. Ôi có nước tương thơm lắm nha các bạn, cũng đừng có nhiều quá. Đây. Đó, miếng được rồi. Đó, miếng thôi. Có đường nữa nha mọi người, tại vì cái này nó mặn, cái tương nó mặn, cái ớt sa tế của mình nó trời ơi, có nhiều đó cũng có lộng. Đây, giờ sẽ khuấy lên. Cái chén ở cái đồ đâu này chắc mọi người nhìn không có rõ đâu. Màu rất là đẹp luôn á. Ok mọi người ơi, có hai người đang nha mọi người. Trời ơi, giờ xin lỗi nha. Lũi con này nướng mới được. Rau ria rậm rạp quá, không biết sao luôn mọi người ơi. Lũi nó thòng vậy, không biết sao luôn. Này phải có cọt vô hết cả nhà. Không, Hân xiên luôn, xiên rau luôn. Ok cả nhà ơi, đây Hân đã lụi con bạch tuộc hết rồi nha mọi người. Hân để nó Hân nướng rồi đó, có than rồi đó, rất là thơm nha mọi người. Còn sa tế nãy Hân ớt, bây giờ Hân sẽ quét lên nha. Hân ớt khoảng 15-20 phút không mới nướng nha mọi người, cho nó thấm với sa tế nó thơm nha mọi người. Ok
Ok cả nhà ơi, trong thời gian chờ đợi thì Hoa sẽ đâm nguyên ớt siêu cay ăn với bạch tuộc siêu to nha mọi người. Ây, đâm chén mới ớt quyền hội luôn, đâm ớt siêu cay luôn. Và cũng như thường lệ là muối hơi có bỏ vô xí đường nha mọi người, ăn rất là tuyệt vời luôn, ngon lắm luôn. Trời ơi, quá cay rồi mọi người ơi, siêu cay rồi mọi người ơi, quá trời quá đất cay rồi, bắt mùi cay rồi. Đó, vậy là ok rồi nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy chén mới ớt hơn sao, thấy thèm chưa? Đây, anh sẽ chắc chanh vô luôn nha, chanh khổng lồ luôn nha cả nhà. Wow, này có rửa thái thôi mà nó to mà lớn vậy nè. Thế thì đây dễ dễ bắt lên, bắt là có ký không? Đây dễ bắt lên nè. Ôi, mừng dữ rồi đó. Cái chú bận dữ rồi ta. Cả nhà ơi, rốt cuộc từ nãy giờ ăn nước mực cũng đã xong rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, nãy không có đem theo cái bắp, sợ nó không ăn bạch tuộc mọi người. Nướng cho nó bả dành ăn nó cạp trò vợ khí thế đó. Bả tưởng nó hân dành lại á. Bả làm đùng 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 từ nãy giờ luôn á mọi người. Trời ơi, hôm nay ăn kèm là có đậu rồng nha, và muối ớt suka nha. Muối ớt chanh nha. Đây bạch tuộc nè. Trời ơi. Đây, mời tất cả mọi người ăn bạch tuộc với Hân nghe. Chấm ớt chanh siêu cay nha. Ngon mọi người. Ngon. Cái vị ướp của mình nó ướp rất là ngon nha. Nhưng mà có cái bạch tuộc này nó không có được tươi lắm nha mọi người. Nhìn nó ngon nhưng mà mình nướng ra, người ta nêm nước đá sao á, nướng ra nó bị bở với lại nó không có được tươi lắm. Nó ăn cũng được thôi cả nhà. Đậu rồng. Hôm nay hết người dần của mình rồi, con cái bắp rồi hết giờ ăn hết rồi. Nó mời bắp, bắp là số 1 nữa đó. Rồi. Mời cả nhà nha. Chấm với muối xịt cay nha. Ngon quá mọi người. Ăn đậu rồng á. Ăn cái ớt vẫn còn huyết hơn đó mọi người. Cái muối ớt siêu cay ăn hết sảy à. Giá rẻ lắm đó. Mà cái ăn cái độ ớt nước của mình rất là ngon nha mọi người. Nhưng mà tại bạch tuộc nó không có tươi nên mình nướng ăn cũng được thôi chứ không cũng không gọi là ngon. Cũng được thôi chứ không ngon lắm. Thôi do bạch tuộc không tươi. Bạch tuộc tươi ăn là hết sảy luôn nha mọi người. Con nó bự vậy chứ nó không ngon hết mọi người. Thôi thấy á, thôi mua mấy con nhỏ nhỏ ăn gì mà ngon hết sợ luôn á. Ngon. Đây. Hôm nay bữa nay có ăn tới hai bắp rồi cả nhà. Cả nhà có ăn nhà ai có đậu rồng mà vừa hái xuống ăn liền không? Ngon, rất là ngon nè. Ngon. Hôm nay bữa không ăn bạch tuộc hết nè. Hôm nay rất là mọi người. Cảm quá mọi người. Ừ. Ăn cái đậu rồng. Tuyệt vời mọi người ơi. Nha không ăn nữa nè. Ngon quá con nhỏ. Muối hớt Hân làm á, ăn bắt đó. Chua, cái coi, một ngọt, ăn mặn gì ha, ngon lắm luôn. Đậu rồng chấm ăn cũng ngon. Gì vậy ha? Nè, cái là chê, mời bắt cái nhà. Chê bạch tuộc.
Ngon lắm hả nhà ơi. Ngon hết sảy luôn. Không ai dành ăn mình buồn quá các bạn ơi. Mọi người hay quá, mới nói cho bà dành ăn rồi à. Ngon không? Chấm à. Trời ơi cả nhà coi nè, nó ăn đậu rồng nè cả nhà. Bỏ không có ăn gì. Trời ơi cả nhà thấy nó ôn đó. Ăn nướng cho nó thấy bắp nó cạp bắp nó động hai bên. Đã mọi người ơi, ăn cay mà có nước dừa uống phê phê luôn á. Vợ ok, cả nhà coi Nana cạp bắp. Wow, Nana cạp bắp đó cả nhà. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Có cạp nó động hai bên đây nè cả nhà. Ok mọi người ơi. Mọi người thấy Nana ăn độn ghê không mọi người? Trời ơi nó độn hai bên mặt nó kìa, nó cạp kìa. Ok mọi người ơi, nếu mọi người thích video này hãy để lại cho Hân và Nana một like và đăng ký kênh để ủng hộ Hân và Nana nghe mọi người. Hân và Nana chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau nha. Bye bye, nhớ đón xem video tiếp của Hân và Nana nha. Bye bye.